Hôm nay cô rất vui là vì sau 22 năm về hưu, bây giờ lại gặp được các em đã trưởng thành, đông vui như thế này. Sẽ gặp được cả các thầy cô giáo đang dạy tại trường và các thầy cô giáo đã về hưu. Cuộc hội ngộ này là hiếm có. Để hôm qua sau lưng cất bước quay trở về, để bữa tôi ấm ấm bên mẹ hiền, để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiên nhà. Đường xa không giao ngăn nhưng bước chân trở về, để sau mùa ấm ấm bên bạn bè và bên ly trà thơm bên anh đưa ông thắm lên. Có bước chân đường xa đó. Hôm nay gặp lại mọi người, bạn cũ rồi những kỷ niệm ùa về làm cho là cái tâm trạng của tôi vô cùng là phấn khởi và có nhiều cảm xúc, và cái tâm trạng lúc nào cũng bâng quâng, muốn nổ ra, muốn thoát mình ra để nhớ lại những kỷ niệm. Rất là vui và mong muốn có những chương trình hội ngộ như thế này. Cảm ơn. Trường cuối thu vẫn tràn trề sức sống, đón thầy trò về là đón cố nhân. Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chiều. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn đồng khóa, hôm nay trong không khí trang trọng đầm ấm này, trước hết cho em xin được thay mặt các bạn khóa 9599 xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã vượt qua những trở ngại do tuổi tác, sức khỏe, tự sắp xếp công việc để hiện diện trong ngày sum họp chúng em sau 20 năm ra trường. Tấm tình hình của thầy cô mà chúng em được đón nhận đã không hao mòn theo năm tháng, để khi trở về đây chúng em cảm thấy như bé nhỏ thức dậy ngày nào, ngồi nghe từng lời chỉ bảo của thầy cô cho chúng em không lớn trưởng thành. Xin quý thầy cô đặt nơi chúng em lời tri ân, lời chúc mừng, lời cầu mong sức khỏe chân thành nhất. Trái tim thật thà còn nguyện dấu bên bên nhau ta sống những tháng năm qua, một ngọn đèn thắp lên vẫn cháy trong bao lâu và còn mãi cháy sáng trong đời, mãi cháy sáng lung linh màu. Bên nhau ta sống những tháng năm qua, một tình yêu. Hôm nay cô rất là vui, rất là xúc động khi được các em đã tổ chức cái buổi gặp mặt tri ân thầy cô và gặp mặt bạn bè, để cho các thầy các cô
được gặp lại đồng nghiệp, được gặp lại những học trò thân yêu của mình, được nhìn thấy các em ngày một lớn lên, trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho đất nước, cho gia đình. Các cô rất là vui, rất cảm động. Anh biết cơn mưa đã đến muôn chôn vui, bao tiếng gọi say đắm. Chỉ còn trong tim anh vẫn ước nguyện xua hết áng mây đen. Chào tất cả các bạn, mình là Minh Hiếu. Ngày hôm nay 20 năm được quay trở lại trường cũ. Có lẽ rằng không chỉ mình đâu, tất cả mọi người, tất cả các bạn cũng như là các thầy cô đều rất là xúc động. Một cảm xúc mà mình nghĩ rằng là trong cuộc đời có lẽ là sẽ chỉ đến 1-2 lần thôi. Và còn nguyện trong trái tim ta.